cậu hãy khóa vào nước lại chứ, kẻo lãng phí nước. Trong thành phố, hàng ngày, hàng ngàn người để nước máy chảy vô tội, nên có hàng ngàn người khác không có nước dùng vì vòi nước không chảy đến được. Hãy làm một việc tốt tiết kiệm nước. Lãng phí nước, tức là bạn đang lãng phí một tài nguyên thiên nhiên quý hiếm. Bằng cách tiết kiệm nước, bạn sẽ dành dụm được thêm cho bạn bè và gia đình bạn có nước hôm nay và ngày mai. Đồng hồ Citibus được lắp loại máy tốt nhất của Nhật và Đài Loan. Đồng hồ Citibus bảo hành 5 năm trên toàn quốc. Đồng hồ Citibus chạm bảo hành khu vực phía Bắc, 17 Hàng Bông, Hà Nội. Landoza chuyên sản xuất các mặt hàng giày dép, cặp da, túi sách, đệm mút salon chất lượng cao, có bảo hành. Hàng bán tại 37 Phủ Doãn, 47 Tôn Đức Thắng, phố Cậy Kiêu Kỵ Gia Lâm và các đại lý ở các tỉnh phía Bắc. Landoza rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện thoại 265-285. Dành cho chàng trai đi xe bonus VMEP AST, ổn áp duy nhất có tính năng đặc biệt auto reset, điều khiển hoàn toàn bằng mạch điện tử, tăng thêm sự tiện lợi và an toàn trong sử dụng. AST, ổn áp công suất lớn 1 pha và 3 pha, tự ngắt khi bị quá tải, quá áp, lệch pha. Infector và UPS AST, hiệu suất cao, an toàn tuyệt đối. AST, người bạn tin cậy của mọi nhà. Tàng văn hóa cổ truyền của dân tộc, nhiều tiết mục sân khấu đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ từ đời này qua đời khác, như Quan Âm Thị Kính, Duy Vân Giả Dại, Nghêu Sò Ốc Hến, vân vân. Từ lâu, hình tượng một thị hến, một thầy đề, một ông huyện trên sân khấu tuồng đã mang lại cho người xem những chuỗi cười mỉa mai. Kế thừa những tinh hoa của sân khấu truyền thống, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh đã đưa Nghêu Sò Ốc Hến lên sân khấu bằng thể loại kịch nói và được nhà hát thể nghiệm của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thể hiện. Cho dù vở diễn có mang đầy đủ tính ước lệ, nhưng bằng phong cách hiện đại, chúng ta vẫn tưởng như gặp một thị hến, một thầy đề, một chàng ốc ở đâu đó trong cuộc sống đời thường. Bây giờ xin mời các bạn xem vở kịch nói Nghêu Sò Ốc Hến.
Chào các đồng chí và các bạn. Chương trình truyền hình Quân đội Nhân dân hôm nay gồm có những nội dung sau đây. Phần tin phản ánh một số hoạt động của lực lượng vũ trang ta trong tuần. Phóng sự Trường Sa, tư liệu sống động đối với những người làm báo nhân ngày báo chí Việt Nam 21 tháng 6. Một số tiết mục ca múa nhạc xuất sắc trong hội diễn nghệ thuật quần chúng các lực lượng vũ trang và sinh viên khu vực 2, phần 2. Cuối cùng là mục ý kiến chiến sĩ. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, tại Quân khu 4, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng công tác kiểm tra đảng cho các bí thư đảng ủy cấp sư đoàn và tương đương trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tới dự và chủ trì hội nghị. Sau khi phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình đất nước giai đoạn hiện nay, hội nghị khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra đảng đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa những yêu cầu trong tình hình mới. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu những nhiệm vụ cơ bản về công tác kiểm tra đảng cũng như về tổ chức và quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Quân khu 3 vừa tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị và xây dựng môi trường văn hóa khối các đơn vị chủ lực. 25 bản tham luận tại hội nghị đã khẳng định những nét mới, những tiến bộ trong công tác giáo dục chính trị và xây dựng môi trường văn hóa, như quản lý chỉ đạo đổi mới phương pháp cho phù hợp với các đối tượng, xây dựng nuôi dưỡng phong trào mang tính quần chúng sâu rộng, cuốn hút mọi cán bộ chiến sĩ tham gia. Cùng với các hoạt động khác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hội thảo đã đề cập những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cán bộ, từ ngày 6 đến 15 tháng 6 năm 94, tại Quân chủng Không quân, Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học môn tâm lý học quân sự và giáo dục học quân sự trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. 120 đồng chí cán bộ giảng dạy bộ môn này của các học viện nhà trường trong quân đội đã về dự. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được bồi dưỡng thống nhất về nội dung chương trình, đồng thời cũng nêu lên những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để từng bước hoàn thiện phương pháp giảng dạy và tổ chức học tập bộ môn tâm lý học. Vừa qua, tại binh đoàn Hương Giang,
Tổng cục Hậu cần đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm phong trào sản xuất theo mô hình VAC và quản lý sử dụng nguồn vốn vay của Bộ Quốc phòng để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Qua quá trình xây dựng, phát triển, hoàn thiện mô hình VAC gắn với bữa ăn tập trung, nhiều đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, khai thác yếu tố thuận lợi, biết kết hợp hài hòa sự tương hỗ của mô hình và đã đạt được kết quả tốt như đoàn B25, B12, B9 v.v. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục triển khai nhân ra diện rộng và nâng cao hiệu quả của mô hình vườn ao chuồng, đồng thời rút kinh nghiệm về quản lý, tổ chức chỉ đạo cũng như áp dụng các sáng kiến và sử dụng vốn. Phấn đấu trong 2 năm 1994-1995, 100% bếp ăn cấp tiểu đoàn và tương đương có mô hình VAC hoàn thiện, góp phần vào giữ vững ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội. Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm nay, khi số đông các nhà báo lên Tây Bắc khai thác tư liệu tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì nhóm phóng viên chúng tôi lại nhận được nhiệm vụ ngược đường vào thành phố Hồ Chí Minh, xuống tàu ra thăm quần đảo Trường Sa. Những người thạo nghề biển cho biết ra Trường Sa thời gian này là thuận lợi nhất vì tránh được mùa giông bão. Trong số phóng viên ra đảo lần này, có nhà báo đã đi Trường Sa đến mấy lần, vậy mà khi tàu vừa rời bến, tất cả đều lên mặt bong tàu, xốn sang mong đợi làm sao cho tàu sớm cập đảo, càng nhanh càng tốt. Cũng đúng thôi, bởi cái thực tế sinh động của Trường Sa, những sự kiện mới về Trường Sa hôm nay cần được các nhà báo phản ánh trung thực và đến được mọi công dân trên đất liền qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong những chuyến đi xa, các phóng viên bao giờ cũng được ưu tiên trước, ngay cả chuyến xuồng máy đầu tiên vào đảo, danh sách các nhà báo cũng đứng đầu. Nhà báo Huy Toàn, Đài Tiếng Nói Việt Nam lần đầu ra đảo, nhưng anh tỏ ra có khá nhiều kinh nghiệm trong việc lấy tin. Trong lúc các phóng viên còn đang tranh thủ hỏi han trò chuyện với chiến sĩ, thì anh đã giữ gọn chỉ huy trưởng để khai thác tư liệu, chuẩn bị cho những bài viết khi về đất liền. Thời gian thăm hỏi các chiến sĩ trên mỗi đảo rất ngắn trong hành trình chuyến đi, nên khi tàu cập đảo là các nhà báo phải tranh thủ mang hết kinh nghiệm của mình ra mới nắm bắt phát hiện được những sự kiện mới cho bài viết. Sau 54 tiếng đồng hồ hành trình trên biển, tàu mới tới được đảo An Bang, hòn đảo được coi là nơi phải chịu đựng sự dữ dằn nhất của biển khơi khi giông bão. Ngân Liên, phóng viên chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, ghi âm đến 4 cuộn băng, chụp hết 10 cuốn phim, vậy mà vẫn còn tiếc là mang phim đi ít quá, còn nhiều pha đẹp mà không chụp được. Chỉ có 2 ngày trên đảo, anh đã gặt hái được khá nhiều tư liệu sống động về những người lính trên hòn đảo nhỏ này. Trước phong ba của đại dương, họ vẫn trụ vững, coi đảo như là nhà, biển khơi là quê hương. Nhà báo Quang Lợi, bình luận viên của báo Quân đội Nhân dân không vào được đảo An Bang, cứ suýt xoa mãi. Thật vô lý quá, đã ra được đến đây mà không vào đảo được. Và thế là mỗi khi tàu tới những đảo còn lại, Quang Lợi phăm phăm chen xuống xuồng máy đầu tiên và làm việc không biết mệt mỏi. Ở đảo lúc nào quanh anh cũng có 5-6 chiến sĩ quây quần trò chuyện. Có những chiến sĩ còn tìm đến Quang Lợi để kể cho anh nghe về mối tình đầu thầm kín nhất của mình và đề nghị nhà báo cho ý kiến. Vậy đấy, tâm hồn của những người giữ đảo thật đẹp biết bao. Họ hồn nhiên yêu đời một cách bình dị trước thử thách ngặt nghèo của biển cả. Ý niệm về Tổ quốc đối với họ ở ngoài này còn mạnh mẽ, rõ ràng và thiêng liêng hơn so với khi còn ở đất liền. Bởi người chiến sĩ thấy được trách nhiệm của mình giữ chủng khơi này, phải giữ cho bằng được sự bình yên của đất nước. Năm nào các nhà báo cũng ra Trường Sa, có nhiều tờ báo đã trang trọng đăng tải về Trường Sa kín trang. Vậy mà Trường Sa vẫn cứ thấy thiếu thông tin đối với người sống ở đất liền. Năm ngoái, truyền hình Quân đội Nhân dân đã nhận được giải vàng về phim tài liệu Trường Sa trong ta tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Phim đã phát 2 lần trên sóng đài truyền hình Việt Nam, vậy mà ban biên tập vẫn nhận được thư của bạn xem truyền hình yêu cầu phát lại. Đặc biệt, đối với các chiến sĩ giữ đảo, rất xúc động khi được biết cả nước hướng về Trường Sa ở trong tim của mỗi người. Trường Sa, quần đảo phía tây nam của Tổ quốc, đang được những người lính ở đây bảo vệ vững chắc. Cái mới ở Trường Sa bây giờ là các công trình kinh tế phục vụ đời sống xã hội đang được triển khai xây dựng. Mời em ra thăm đảo của chúng tôi, gần lắm Trường Sa ơi. Lời của bài hát cứ vang lên thôi thúc nhắn gọi mọi người ra thăm đảo.
một điều bất ngờ thú vị đối với bạn xem truyền hình ở đất liền khi thấy nữ chiến sĩ Văn Công đang hát dưới gốc cây phong ba phục vụ các chiến sĩ trên đảo mà nhà báo Chi Phan đã kịp ghi lại, thì mới thấy hết được cái mạch sống từ đất liền ra đảo và từ đảo tới đất liền trở nên sống động, bền chặt đến nhường nào. Chợt hôm nay, khi đi qua tòa soạn báo Quân đội Nhân dân ở phố Phan Đình Phùng, Hà Nội, tôi thấy nhiều người đang tập trung theo dõi, đọc những bài viết của các phóng viên vừa ngoài Trường Sa trở về. Và tôi hiểu, Trường Sa qua con mắt của các nhà báo là hình ảnh khách quan, chân thực đang được họ truyền tới mọi người thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về một Trường Sa trong công cuộc đổi mới của đất nước.